Chỉ từ 20,5 triệu một mét vuông đất mặt biển Quảng Bình để sở hữu ngôi nhà thứ hai tại quần thể nghỉ dưỡng đa trải nghiệm hàng đầu miền Trung, lại còn được nhận nửa tỷ khi đặt mua trong tháng này. Cụ thể là FLC Group vừa đưa ra gói chính sách kích cầu đặc biệt dành cho shop house và biệt thự tại đại dự án FLC Quảng Bình, đó là hỗ trợ cho thuê trong 2 năm với giá trị lên đến hơn 400 triệu đồng, tặng thêm 100 triệu đồng cho 30 khách hàng đầu tiên, chiết khấu lên đến 2% cho khách hàng mua số lượng lớn. Với quy mô gần 2.000 hecta, đây là sản phẩm tầm cỡ nhất hiện nay tại Quảng Bình, đồng thời cũng là dự án lớn nhất mà FLC Group đầu tư. Dự án gây choáng ngợp bởi hệ tiện ích đồ sộ gồm tổ hợp sân golf liên hoàn 18 hố dạng linh lớn hàng đầu Đông Nam Á, công viên cáp trải nghiệm quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, đại lộ lễ hội dài nhất miền Trung, bể bơi vô cực tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quảng Bình và hơn 100 tiện ích nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế khác. Các bạn nghĩ sao về dự án này? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé!